Bữa nay bãi có về một con L1-215. Xe còn đẹp 90%. Chui sới đầy đủ. Đây, đuôi nữa đây, lưỡi còn rất là dày. Xe này là hai cầu. Đủ thứ, các thứ đồ chơi nó còn rất là đủ, rất là đẹp. Đèn đuốc còn ok hết. Hai cầu. Đây, mâm của nó đây. Mâm cũng còn rất là ok nha. Nó chạy được 1453 giờ. Này là cơ toàn bộ nha anh em. Xe rất là đẹp. Xe này là xe bãi nha. Bánh lái các thứ còn đầy đủ hết. Máy móc còn rất là ok. Tôi mở máy cho anh em coi. Đây, máy nó đây. Máy nó nguyên zin luôn. Cái bình của nó cũng nguyên theo xe luôn. Đây. Cầu trước của nó là còn rất là đẹp nha, không xì không gì hết. Đèn đuốc xi nhan các thứ là ok. Đây là cái số vô cầu nó đây. Còn đây là số chạy nó. Cần kia là cần ben. Ben này là ben cơ hoàn toàn nha anh em, không phải là ben điện hay gì hết. Để chạy thử anh em coi. Phát nổ nha anh em. Đây. Chạy rất là ok. Đó. Xi nhan các thứ còn đó là chớp nè. Chớp không? Chớp không? Tới để lùi là ok đó nha anh em. Yeah. Lên xuống là ok hết nè. Đó. Để thử sới cho anh em coi. Sới của nó nằm đây. Đó, quay còn rất là ok nha. Im luôn. Sới siết thì còn ok hết. Anh em nào mua hàng thì liên hệ số điện thoại nha, liên hệ trực tiếp nha anh em. Đừng có nhắn tin mà không có thời gian trả lời tin nhắn đâu anh em.